Hôm nay, giải Golf mừng sinh nhật tròn 1 tuổi của câu lạc bộ Golf Hà Nội Sài Gòn đã chính thức khởi tranh tại sân Golf Tân Sơn Nhất với sự góp mặt của hơn 200 golfer. Câu lạc bộ Golf Hà Nội Sài Gòn được thành lập vào tháng 8 năm 2018 là đứa con sinh sau đẻ muộn của cộng đồng golf Việt Nam. Thế nhưng, câu lạc bộ đã và đang ngày càng lớn mạnh, từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ golf Việt với những hoạt động nổi bật về thể thao và đạt thành tích cao trong giải đấu các câu lạc bộ phía Nam. Bên cạnh đó, giải Golf mừng sinh nhật của câu lạc bộ là nơi để các hội viên cùng nhau nhìn lại một năm đã qua để hướng tới phát triển câu lạc bộ ngày càng vững mạnh hơn nữa. Câu lạc bộ chúng tôi thành lập hồi tháng 8 tháng 8 2018. Thì sau 12 tháng, tức là được 1 tuổi, thì chúng tôi chọn vào cái tháng 8. Thế thì tháng 8 thì chúng tôi tổ chức cái giải sinh nhật để cho tất cả các hội viên nhớ lại cái kỷ niệm sau 1 năm thăng trầm, vui buồn, rồi cùng nhau vượt qua những khó khăn, rồi cùng nhau làm được những cái việc từ thiện. Đấy, và cùng nhau... để hôm nay là cái ngày mà hàn huyên, nối kết, để gặp gỡ nhau. Và giải, trong 4 giải thì giải sinh nhật năm hôm nay là đông nhất. Vì mọi giải nó có 140 mấy golfer, giải này tới gần 230 golfer tham gia. Tại giải đấu, các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm theo handicap chính thức được chia làm 4 bảng A, B, C và nữ A, B. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 3 giải Longer Prize, 3 giải Nearest to the Pin và Hole-in-One tại 6 hố Papa. Các golfer bước vào trận đấu với tinh thần hào hứng, quyết liệt và bám đuổi nhau suýt sao qua từng đường bóng. Sự tập trung cao độ của các golfer mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ngoài ra, giải đấu này còn là dịp để các thành viên trong câu lạc bộ Golf Hà Nội Sài Gòn cùng nhau nhìn lại một chặng đường đã qua và nỗ lực phát triển hơn trong năm 2019-2020.